tôi nhất thang 10 ngàn một gói. 15 ngàn Chào các bạn, hiện tại là khoảng 3 giờ 40 phút chiều ngày 8 tháng 7 năm 2019. Mình đang có mặt ở phía trước chợ Nguyễn Văn Chỗi, nằm trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3. Thì mình nghe nói là ở khu vực chợ này có khá nhiều món ngon, đặc biệt là món phá lấu, bánh flan và các món bánh Huế. Trước tiên mình muốn nói chút xíu về vấn đề gửi xe, mấy bạn có thể gửi xe trước chợ, hoặc nếu mấy bạn muốn gửi xe lâu hơn tới 7-8 giờ tối á, thì mấy bạn có thể đến cơ sở 2 của trường Đại học Sư phạm nằm ở số 222 Lê Văn Sĩ, ở phía đầu của cầu Lê Văn Sĩ ấy, mấy bạn gửi xe thì giá gửi xe là 5.000 đồng. Mình thấy ghi trên phiếu là 3.000 nhưng mà họ thu 5.000. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi qua khu vực chợ Nguyễn Văn Chỗi. Đó là cầu Lê Văn Sĩ các bạn ha, bên phía tay trái chính là trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2. Đây. Đây. Wow, ở đằng kia có xe bánh bao, nhìn thấy rất là ngon. Các gian hàng ăn uống thì nằm bên hông chợ mấy bạn ha, bên phía tay phải nha. Bây giờ mình sẽ vào khu vực đó. Khoai lang lắc 10.000 100g, số 209 Lê Văn Sĩ các bạn ha. Đầu tiên ở đây bán là bột chiên nuôi chiên, mì xào bò nuôi xào bò, nem lụi heo là 12.000, bò 13.000 các bạn. Ở trong kia bán bún thịt nướng chả giò 25.000 đồng, rồi bún cá châu đốc 25.000 đồng. Các bạn thấy không? Cá châu đốc. Các món Huế. Bánh bèo Huế. Kế bên là bún mắm miền Tây 40.000 đồng. Tới hàng ốc các loại, gỏi đu đủ, hộp bình lộn, bánh canh cua, bánh canh gà, bánh flan, lầu câu. Ok, ghé bánh flan. Mình bán từ mấy giờ vậy anh?
từ 1 giờ tới 7 giờ. À, chủ yếu khu chợ là bán buổi trưa đến buổi tối. Dạ. 19 giờ. Đó buổi trưa. Hai cái này 10 ngàn anh hả? Đúng rồi, hai cái 10 ngàn. Cái gì? Món này do anh sáng kiến ra. Dạ. Em thấy cái phần sữa rất là béo, anh sử dụng sữa ông thọ. Ông thọ đúng rồi. À. Có chút xíu cà phê nữa. Bánh flan này có vị béo và ngọt vừa phải mấy bạn. Cà phê thơm thơm. Đặc biệt anh chủ này, ảnh là người AD ở Buôn Mê Thuột. Chỉ bán bánh flan thôi anh hả? Đâu có món gì khác nữa không? Bánh flan chè đậu xanh. À, chè đậu xanh. Alo. Người AD. Bê Văn Chổi, hẻm 209 đó em. Em ơi, cái bánh này mà béo hơn chút xíu nữa là càng ngon. Có rau câu nữa anh hả? Rau câu gì vậy? Vậy hả? Cho em cái luôn nha. Bốn cái bánh lăng. Em về hả? Wow, số lượng người đến đặt hàng cũng nhiều quá hả? Món thứ hai mấy bạn, đây là rau câu, cà phê và nho, chỉ có 5.000 đồng thôi. Dạ. Đặt hàng anh ha, tự mình làm hết luôn anh hả? Wow. Do anh là sáng kiến ra giống nước cà phê này. À. Là người đầu tiên sáng kiến, nếu không có anh là không có cái món được. Cách đây 20 năm. 20 năm, dạ. Yeah. Vậy anh bán cái chỗ này bao lâu rồi? 20 năm. 20 năm hả? Dạ. Mà... Hả? Đưa chú làm hả? Đó là hai dĩa đúng không? Dĩa này đúng không? Dĩa con hả? Mình nói là cái lớp sữa với lại cái cà phê nó quyện vô khá là ngon. Thơm, béo, ngọt. Ở mức độ vừa phải. Phần rau câu rất là dai, ăn sực sực mấy bạn. Cái lớp cà phê thơm nhẹ thôi. À, cái miếng nho thì nó chua chua ngọt ngọt. Nhìn chung 5.000 đồng một cái như thế này rẻ. Dặm tay. Một ngày anh có thống kê là anh bán được bao nhiêu cái hộp bánh flan vậy không? 2.000 cái hả? Vậy anh thức dậy từ lúc mấy giờ anh làm bánh flan? 4 giờ sáng, 3 rưỡi, 4 giờ. Làm tới mấy giờ mới xong được tới 2.000 cái? Anh làm vừa làm chè vừa làm rau câu với làm bánh lăng luôn mà tới 10 giờ trưa là xong. Từ 4 sáng tới 10 giờ sáng. Wow. Xong bán luôn. Xong đi bán luôn á. Wow. Làm quen rồi mấy người làm quen. 2.000 cái bánh lăng một ngày. Không, rồi cho em luôn cái ly đậu xanh. Dạ, dạ đậu xanh. Liên tục. Dạ. Cái ly này nhiêu anh hả? 10 ngàn. Dạ. Đây ly chè đậu xanh 10.000 mấy bạn. Hồi nãy giờ ăn 3 món 25.000 đồng. Cái nước cốt dừa này béo béo là nước dừa anh đúng không? Nước dừa mình lấy cốt không thôi. Ờ, nước cốt thôi, nó béo béo thơm thơm. Không có cái gì, không bỏ vô máy mình hấp, mình ép ra. Đậu xanh cà, cà nhuyễn. Bánh lăng rau câu ha. Cái nước dừa rất là ngon, béo thơm. Wow, cái lớp đậu xanh này cực kỳ mịn luôn. Anh làm sao mà nó mịn dữ vậy ta? Cái gì? Cái đậu xanh này cực kỳ mịn luôn. Mình nấu cho nó hầm cho nó lâu á. À. Thành thử là làm nó tầm thu lắm. Còn chứ mình nấu vừa chín là không được. Hàng gì em thấy nó mịn quá trời mịn. Ngon ghê. Nấu 2kg thì mất hết nửa ký rồi đó. Nửa ký nó dính đâu. À vậy hả? Thì mình hầm á. À. Cái nó đóng được lớp cháy rồi. Mức đi tới nửa ký lần, 2kg mức nửa ký lần hả? Cái vị ngọt. Nếu mà mình nấu mình làm liền á, ăn nó dở lắm. À. Nó béo, mình không có nghe mùi đậu xanh. Dở, ăn rất phải lan.
tay kỹ cũng được. Đậu xanh không chỉ mịn mà rất là thơm mấy bạn, vị khá là ngọt. Nhưng cái phần nước dừa bên trên nó chỉ béo thôi, cho mình nghĩ là cái sự kết hợp này khá là tốt. Đáng đồng tiền, có 10.000 đồng. Và cái lượng đậu xanh khá là nhiều, bằng được cái nửa ly á. Và đó là ba món mình ăn hồi nãy giờ mình đều thích. Mình thích nhất chính là cái ly đậu xanh này. Và nó rất là đặc luôn nè. Cái phần đậu xanh đặc. Đó, mình múc lên mấy bạn thấy nè. Anh nói là 2010 anh bán một dĩa giá 10.000, bây giờ 2019 vẫn 10.000. Thực sự mà nói là lấy công làm lợi các bạn. Thích nhất cũng là cái ly trà đậu xanh. Người đứng đợi mua rất là nhiều. Mấy năm hả? Em hỏi chút xíu nha, anh tên gì hả? Anh tên Vinh. Vinh. Cái này đặt số lượng nhiều theo cái số điện thoại này được anh hả? Đúng rồi, số của anh. Cứ vô Google ra là có. Dạ. Google bánh ăn trộm muốn trỗi lại ra. Chỉ có mình anh thôi. Đây số điện thoại của bạn 0915782030. Mấy bạn đặt số lượng nhiều thì gọi đi số điện thoại này. Nước mà không còn. Dạ. Bây giờ nắm rồi đó. Các bạn, ngay trong chợ Nguyễn Văn Chỗi trên đường Lê Văn Sĩ có một cái tiệm bánh flan và đậu xanh rất là ngon, bán được trên 20 năm rồi. Đây, tiệm của anh Vinh ha, bán từ 1 giờ trưa cho đến khoảng độ sau 7 giờ tối. Kế bên cái sạp bán bánh flan và bánh rau câu rồi đậu xanh ha, thì có bán bánh canh nè, bánh canh cua, bánh canh gà. Mình nghĩ mình sang cái phần bánh canh gà đây. Cho em cái bánh canh gà đây chị, lấy đùi gà hả? Dạ. Nếu mà một tô bánh canh gà bình thường là bao nhiêu? 30. 30. Và cái đùi gà 35 đi. 35 hả? Đúng giá nha, để khách hồi đến họ mua chị. Dạ. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? 1 giờ đến 6 giờ. 1 giờ 6 giờ. Bánh canh nó thịt heo hả? Cái này là bắp giò, bắp heo. Bắp heo, cũng 25 luôn hả? 25. Wow. Giá thịt dăng 25 ngàn. Khá là nhiều. Ngoại ăn đấy ngoại. Làm cho ngoại trước đi vậy. Lá nói chị cho em cái bánh canh đùi gà đó. Rồi. Cho thêm một ít cái bắp heo đi nha. Rồi, bắp heo. Để ăn thử luôn. Cái tô đó nhiêu chị? Không, cái này bán cho người quen có 20 ngàn. Dạ, wow. Bán cho ngoại có 20 ngàn. Nhưng mà khách là chắc khác à. Hai cái giò đó là không, nhưng mà nếu cái tô đó mà chị bán cho người bình thường là giá nhiêu? 25 luôn hả? Sao rẻ như vậy? Dạ. Dạ, chị làm cho em nha. Dạ, rồi, ok, chị làm đi. Em lấy cái đùi gà hả? Em là gì? Đùi nó lớn không? Chị chặt giùm em cũng được nữa. Ok. Cắt vào luôn. Cái này chỉ có xé thôi. Thôi, giờ để ra đi chị, em cắn luôn không sao đâu. Vài miếng được rồi chị ơi, em ăn thử cái vị thôi, chị đừng bỏ nhiều rồi, hai miếng nó được rồi. Dạ. Rồi, đừng bỏ nữa, em ăn hết đâu. Dạ. Để bụng ăn cái khác nữa. Rất nhìn thấy ngon quá. Đúng rồi. Em không nghĩ là cái tô hồi nãy là 25 đúng không? Còn cái tô đùi gà này 30. Đúng không?
Đầu tiên mình sẽ liếm thử cái phần nước dùng. Phần nước dùng này có vị ngọt khá đậm đà. Đây là cọng bánh canh. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần bắp heo nha. Phần bắp heo này dai mấy bạn, thơm và ngọt thịt. Dạ, gà ta. Nhìn cái lớp da nó rất là mở màng. Phần thịt đùi gà dai và thơm mấy bạn. 6 bịch lăng. Sao em? Anh ngồi kế bên chị này, chị cũng vui vẻ, mình cũng vui vẻ, bán dễ hơn. Cũng là tô bánh canh rẻ, ngon. Từ cái góc bánh canh của bánh canh gà này, mấy bạn nhìn qua đây ha. Sẽ qua đây, gỏi cuốn 5.000, bò bía 3.000, gỏi cầu bò 15.000. Đặc biệt là mình kết cái quầy này nè, xôi nếp than, hộp 10.000, 15.000. Mình qua ăn xôi nếp than nha. Dạ, 10.000 thôi. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Bán 12:30 thôi, tới 6 giờ, khi 6:30 hả? Dạ. Con gối xong rồi. Đang quay vậy? Đang quay, còn đang quay á. Dạ. Quay hả? Không quay, quay đi con. Rồi đó. Cái này quay nó mới đẹp, chứ chụp hình nó hơi khó lên. Dạ. Xong chưa, con gối được chưa? Dạ, được rồi, con gói đi con. Dạ. Rồi con ngồi ngay chổng quan luôn. Chú 2 gói xong rồi, tính 4 gói xong rồi. Đưa cho chú rồi. Dạ. À, cho nó mềm lại hả? Cái này đầy đủ hả? Có mỡ hành trong chổng nữa. Cho nó có cái vị mặn mặn cô hả? Đúng rồi, mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo gì đó. Cái này là miền Tây. Ừ, nếu mà con ăn không ngon, mùa hành thì sao lại con ăn khỏi lấy hành. À, dạ. Đúng rồi, cái chuối nướng bạn với nước cốt dừa có mỡ hành là cũng ngon. Dạ. Đúng miền Tây. Cô là hành muối nó mặn à. Dạ. Một gói xong mới chị nói thì nó rồi. 4 gói không có hành. 6 gói luôn. Rồi 6 gói không có hành. 6 gói. Cô bán trong chợ này bao lâu rồi cô? Dạ. Đó là cái tô xôi đó đó. Cô ngoài xe mấy gói cơ? Một ngày bán được mấy sửng cô? À, một sửng khoảng 16 kg ha. Dạ. Vậy là càng có nhiều người đến ăn cho cô hơn. Dạ. Cô Cần Thơ hả cô? Dạ. Cái nếp dẻo thiệt chứ. Đúng là có vị mặn mặn ngọt ngọt. Ờ, con mua nếp Campuchia hả? À. Cái phần dừa tươi đó cô nạo liên tục cô hả? Ừ, nạo liên tục. Dạ. Nạo tới đâu bán tới đó. Nói chung là một sự kết hợp hoàn hảo, vừa đủ, không quá nhiều. Dạ, vừa miệng. Có ăn cái gì, muốn ăn gói là hơi nhiều hơn, 15 là nhiều hơn. Làm YouTube hả? Mình ăn hết gói xôi và không có gì để nói nữa, tại nó là ngon, rẻ. Là cổ rất là thân thiện. Thì để mua liên tục. Mình ghé qua ăn bò bía bạn ha, 3.000 một cuốn.
Chanh một cái gỏi khô mòn 15, với lại ba cái gỏi cuốn. Không rau ha. Có dặn tương hay mắm không? Ba cuốn không rau thì. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Nếu mà anh tới 1 giờ, 1 giờ trưa đến 7 giờ lưỡi tới rồi. 1 giờ trưa là có đầy đủ rồi. À dạ. Bán đến 7 giờ tao lưỡi tới, nhưng mà hên xui nhầm bữa nhiều hết sớm về sớm. Dạ. Ok. Để nhìn em đem cuốn lại cái nha. Không những khu chợ này cái món gì cũng rẻ. Rẻ hơn nhiều luôn á. Dạ. Không những rẻ mà còn ngon nữa. Anh để đây cho anh nha. Dạ dạ. Rồi. Ở đây có đậu phộng, củ sắn, trứng, lạp xưởng với lại ruốc ha. Ba cuốn, mỗi cuốn 3.000, 9.000 các bạn. Mình sẽ nếm trước cái phần tương ha. Ở đây thấy có là đậu phộng, ớt, hành phi. Phần tương sạch sạch, có vị ngọt vừa phải, ớt cay mấy bạn. Nói chung là phần tương này ok, ngon. Mình đã ăn hết một cuốn bò bía thì nhìn chung như thế này. Cái phần củ sắn ngọt ha. Phần guốc và phần lạp xưởng khá là thơm. Đặc biệt là cũng hơi dầu. Cái phần lớp bánh tráng để nó lại hơi dai. Mình nghĩ nếu mà nó mềm hơn chút xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Và cái phần tương này nếu mà nó ngọt hơn chút xíu nữa, đậm đà hơn chút xíu nữa thì tuyệt. Nói chung là món này ok, không gọi là xuất sắc nhưng mà ăn được. Số nhà ở đây là 209/22. Thường thì mình cũng ít ăn các loại ốc ha, nhưng mà cũng sẵn giới thiệu cho mấy bạn luôn là kế bên cái chỗ bán bánh flan và bánh đậu xanh á, chè đậu xanh á, thì có một tiệm ốc ha, thấy cũng nhiều người ăn. Mình sẽ tiếp tục đi đến cái chỗ ăn phá lấu. Được con chén đi cô, có bánh mì ha. Phá lấu thôi. Dạ không, phá lấu thôi à, không bánh mì. Đầy đủ luôn cô. Dạ. Ăn chén 20 hay 30? Lấy còn 20 đi cô. Cũng bán từ 1 giờ tới khoảng độ 7 giờ hả cô hả? Không, cái này cô 3 giờ, bán tới 7 giờ. À, 3 giờ tới 7 giờ. Ừ. Lên mạng, lên mạng. Dạ. Nếm thử cái phần nước chấm nha. Phần nước chấm này khá ngon các bạn. Vị đậm đà. Ở đây là ngọt ngọt, mặn mặn, có chút xíu gì đó chua. Khá là cay. Để mình thử qua cái phần phá lấu nha. Phần nước phá lấu này ngọt, khá là ngọt và béo. Nhìn chung ở đây là cả cái phần nước phá lấu và phần nước chấm này đều là đậm đà cả. Ở đây có đủ phần lá mía nè, thăng long nè, phèo nè và bao tử. Phần phá lấu này được nấu tới mức độ khá mềm, tuy nhiên vẫn còn giữ được cái độ sực sực dai dai của nó. Ăn thì không có thấy mùi hôi mấy bạn ha, mà chủ yếu là thơm. Cái phần thơm mà béo béo nước cốt dừa.
cái phần lá mía khá là béo. Kế bên cái chỗ bán phá lấu có một nơi bán nước quýt mấy bạn ha, một ly 15.000. Dạ. Đây là chanh dây. Ờ, lấy quýt ép đi. Dạ. Cái này là chanh dây. Chanh dây 15 luôn hả? Dạ. Chanh dây 10.000, ép thì 15.000. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? 7 giờ con. À, buổi trưa tới 7 giờ tối hả? Bán 12 giờ đến 7 giờ. Dạ. Một ly được nhiều trái dữ hả chú? Cái gì con? Một ly mà bao nhiêu trái dữ vậy? Bốn trái. À, dạ. À, bán rất bình dân nữa. Dạ. Bán là cách vô là lon. Ôi chú về. Một ly cách sủ thế này 4 trái quýt, quýt ép có 15.000 mấy bạn. Hồi nãy giờ mình thống kê là ăn khoảng độ 100.000 đồng là ăn căng cái bụng luôn á. Thực ra mà nói thì chỉ khoảng độ 50.000 đồng thôi là ăn thấy no bụng rồi. Rất là thơm, chua và ngọt vừa phải. Trong mấy khu vực chợ quận 3 phải nói là cái khu này mình rất là thích. Tại vì mình đã quay ở khu vực chợ Bàn Cờ nè, rồi chợ Vườn Chuối nè, nhưng mà phải nói là cái khu này là gần như là rẻ nhất nè. Và ở đây là khỏi lăn xăng, ghé vô quán nào mình thấy hầu như cũng ngon cả. Bên đó bán nước mía nè, rồi mì Quảng nè. Như vậy mấy bạn thấy là bên hông cái khu vực chợ Nguyễn Văn Chổi này bán khá nhiều món ngon và rẻ ha. Trong số các món mình đã ăn á thì mình thích nhất chính là cái ly chè đậu xanh nè. Rồi bánh flan thì cũng ok. Bánh canh gà ngon, rẻ. Rồi cái món sò nếp thang rất là ngon. Rồi cái ly nước quýt ép á, mà nó rất là ngon luôn, rất là thơm. Rõ ràng là với khoảng độ 100.000 đồng thôi mấy bạn có thể ăn căng bụng ở khu vực này luôn. Và mấy bạn nhớ nha, khu vực này bán chủ yếu là từ 2 giờ chiều, khoảng độ 1-2 giờ chiều tới khoảng độ 6-7 giờ tối ha. Ở khu vực quận 3 này thì mình đã đi ăn ở khu vực chợ Bàn Cờ và khu vực chợ Vườn Chuối. Thì mình sẽ đặt cái đường dẫn của các video đó ở trong cái phần bình luận và mô tả của video này. Và mình đã đi ăn tất cả khoảng độ 13-14 cái khu vực chợ rồi đó. Cho nên mình nghĩ là mình cũng sẽ đặt tất cả các đường dẫn của các video đó trong cái phần bình luận của video. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Hiện tại là khoảng độ 5 giờ 30 chiều ở Sài Gòn. Và từ 2 giờ 45 phút tới giờ là trời có âm u. Do đó cái video này về cái sắc màu nó sẽ không đẹp lắm mấy bạn ha. Hồi nãy mình thấy cái xe bánh bao bên kia rất là ngon mà giờ hết bụng để ăn rồi, căng bụng quá rồi. Ở phía trước chợ là cũng bán nè, vịt nướng đặc sản Lạng Sơn, lá mắc mực. Rồi chào các bạn, mình về thôi, một lát kẹt xe. Đây là cơ sở 2 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh các bạn ha. Mấy bạn có thể vào đó gửi xe nha. Gửi tới 7-8 giờ tối cũng không sao. Đó.
cầu Lê Văn Sĩ và đường Trường Sa các bạn. Bên đây là đường Trần Quốc Thảo và Hoàng Sa các bạn ha. Đấy. Cái đường ngang chính là đường Hoàng Sa, phía trước chính là trước mặt chính là đường Trần Quốc Thảo. Cái chùa đằng kia chính là chùa Pháp Hoa nha. Mình nghĩ mình sẽ đi qua cái chùa tham quan chút xíu rồi về. Giờ cao điểm ở Sài Gòn rồi. ...2019 Sài Gòn vẫn còn xe rác như vậy nè. Đây. Bé dễ thương ha.